một lỗ đen có khối lượng trung bình cuối cùng đã được quan sát thấy. Các nhà khoa học cho biết cuối cùng họ đã lần đầu tiên xác định được một lỗ đen có khối lượng trung bình được tìm kiếm từ lâu. Nhờ vào việc họ bắt được nó vào giữa bữa ăn, lỗ đen là một trong những vật thể cực đoan nhất trong vũ trụ. Điều này khiến chúng trở thành những vật thể hấp dẫn để nghiên cứu. Có hai loại lỗ đen mà chúng ta có thể xác định cho đến nay, lỗ đen khối lượng sao và lỗ đen siêu khối lượng. Các lỗ đen có khối lượng sao là phần còn lại của một ngôi sao đã cạn kiệt nhiên liệu cho phản ứng tổng hợp hạt nhân và tự nó sụp đổ. Nếu ngôi sao này có khối lượng gấp 8 đến 15 lần khối lượng của mặt trời, nó sẽ phun trào thành một siêu tân tinh, để lại tàn dư cực dày đặc có kích thước bằng thành phố của lõi của nó. Được gọi là sao neutron. Nhưng nếu nó có khối lượng từ 15 đến 100 lần khối lượng mặt trời, thì ngay cả lõi được đóng gói chặt chẽ cũng không thể chịu được sự sụp đổ của ngôi sao, và sự sụp đổ còn tiếp tục kéo dài hơn nữa, tạo ra một lỗ đen có khối lượng sao. Trong khi đó, lỗ đen siêu lớn có khối lượng bằng 1 triệu mặt trời hoặc thậm chí lớn hơn, và được tìm thấy ở trung tâm của hầu hết các thiên hà lớn, nếu không phải là tất cả chúng. Nhưng còn những lỗ đen ở giữa, có khối lượng từ 100 đến 1 triệu lần khối lượng mặt trời thì sao? Chúng được gọi là lỗ đen khối lượng trung bình, và nó vẫn là một câu hỏi mở nếu những vật thể như vậy thậm chí còn tồn tại cho đến nay. Trong một nghiên cứu mới trên tạp chí Vật lý Thiên văn của tháng này, một nhóm các nhà thiên văn học của Đại học Arizona UR nói rằng một lỗ đen bị bắt quả tang phân hủy một ngôi sao trong một sự kiện được gọi là gián đoạn thủy triều đã tiết lộ chính nó là một thành viên của điều này. Lớp lỗ đen khó nắm bắt lâu. Anne Zabludov, giáo sư thiên văn học tại UR, đồng tác giả bài báo, cho biết việc chúng tôi có thể bắt được lỗ đen này trong khi nó đang nuốt chửng một ngôi sao mang lại cơ hội đáng chú ý để quan sát những gì nếu không thì sẽ không thể nhìn thấy được. Không chỉ vậy, bằng cách phân tích ngọn lửa chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về loại lỗ đen khó nắm bắt này. Có thể chiếm phần lớn các lỗ đen ở trung tâm các thiên hà. Phần còn lại của ngôi sao chết bị kẹt trong sự kiện gián đoạn thủy triều đã tạo ra một lượng lớn bức xạ tia X khi nó bị xé toạc. Được gọi là tia lửa G250, từng được quan sát và ghi lại trước đó. Nhóm nghiên cứu, dẫn đầu bởi nhà thiên văn học Ua Sik Siang Won, đã xem xét dữ liệu đó và sử dụng nó để tính toán cả khối lượng và độ quay của lỗ đen gây ra nó. Sự phát xạ tia X từ đĩa bên trong được hình thành bởi các mảnh vỡ của ngôi sao chết giúp chúng tôi có thể suy ra khối lượng và độ quay của lỗ đen này và phân loại nó là lỗ đen trung gian. Trong khi các lỗ đen siêu lớn là động lực cung cấp năng lượng cho các thiên hà lớn như dải ngân hà hoặc lớn hơn, thì vẫn có nhiều thiên hà nhỏ hơn có thể có các lỗ đen có khối lượng trung bình này ở trung tâm của chúng. Đồng tác giả Peter Jonker của Đại học Radboud và Viện Nghiên cứu Không gian SAON Hà Lan cho biết, chúng ta vẫn biết rất ít về sự tồn tại của các lỗ đen ở trung tâm của các thiên hà nhỏ hơn dải ngân hà. Do những hạn chế về mặt quan sát, việc khám phá ra các lỗ đen trung tâm nhỏ hơn 1 triệu lần khối lượng mặt trời là một thách thức lớn. Phân tích, các lỗ đen khối lượng trung bình là một vấn đề lớn đối với vật lý. Một trong những lý do khiến các lỗ đen có khối lượng trung bình được săn lùng trong thời gian dài là vì chúng có thể giúp trả lời rất nhiều câu hỏi nổi bật trong vật lý. Rõ ràng nhất là nguồn gốc và sự tiến hóa của những người anh em họ lớn hơn của chúng. Những lỗ đen siêu lớn đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành thiên hà. Biết được các lỗ đen siêu lớn hình thành như thế nào và liệu chúng có từng là lỗ đen khối lượng trung bình hay không sẽ cho chúng ta biết rất nhiều về cách vũ trụ phát triển. Một câu hỏi khác mà nó có thể giúp giải quyết là vấn đề vật chất tối, thứ mà các nhà vật lý tin rằng chiếm hơn 80% vật chất trong vũ trụ nhưng không tương tác với ánh sáng theo bất kỳ cách nào. Vật chất tối có thể bao gồm một số hạt vật chất kỳ lạ mà chúng ta chưa khám phá ra, và một hạt lý thuyết như vậy là boson siêu nhẹ. Có thể có tác dụng làm chậm quay của một lỗ đen có khối lượng trung bình. Đồng tác giả nghiên cứu Nicholas Stone, giảng viên cao cấp tại Đại học Hebrew ở Jerusalem, cho biết nếu những hạt đó tồn tại và có khối lượng trong một phạm vi nhất định, chúng sẽ ngăn một lỗ đen có khối lượng trung bình quay nhanh. Tuy nhiên, lỗ đen của G250 không quay nhanh. Vì vậy, phép đo spin của chúng tôi quy ra một loại lý thuyết boson siêu nhẹ thể hiện giá trị của các lỗ đen như các phòng thí nghiệm ngoài trái đất cho vật lý hạt. Chia sẻ hữu ích nhé!